Xong rồi, Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng một con máy lọc không khí Saab Tháp rất là đẹp. Một cái dòng máy mẫu mã thời trang đời mới đẹp. Công suất rất là tiết kiệm điện. Con này có 27W thôi. Các bác dùng cho phòng khoảng 15-20 mét vuông đổ lại thôi nhé. Rất phù hợp cho các bác dùng cho phòng ngủ. Một con máy thiết kế đơn giản nhưng mà đẹp. Saab Tháp năm sản xuất 2014 ạ. 27W thôi, điện 100V thì em đấu điện 220 rồi nhé. Con này siêu tiết kiệm điện luôn, gần như là chạy không tốn điện, bật quanh năm suốt tháng luôn, dùng cho phòng ngủ thì rất là hợp lý ạ. Máy đã đấu biến áp điện 220V rồi, máy lọc khí buồm Saab, đặc biệt là giá thành rất là rẻ thôi ạ. Con này em bán là 1,6 triệu nhé, giá 1,6 triệu bảo hành 12 tháng cho các bác. Mã số 1, máy rất đơn giản, sử dụng có 3 chế độ bật. Bật chế độ này các bác lọc khí và buồm nhé, đèn báo không có nước này. Chế độ này là chế độ lọc không khí thôi này. Chế độ này chế độ lọc nhanh này. Ở cái chế độ lọc không khí này các bác có thể điều chỉnh được các cấp độ tự động này, trung bình, yếu, các kiểu tốc độ. Đấy, mật độ ion 7000 nhé, tắt bật ion được này. Đây, 3 cấp độ báo phần trăm độ ẩm, yếu, trung bình, cao. Rất dễ sử dụng, tắt bật, tắt nguồn. Đây là tắt, đấy, bật này. Một con máy thiết kế đẹp, giá thành rẻ, dùng cho phòng ngủ rất hợp lý. Đặc biệt con này đi theo một cái chiếc màng zin mới tinh, màng zin nhé, nhưng mà như mới luôn, gần như là chưa dùng vậy. Đấy, màu của nó như này đấy, hai màu nhé, các bạn nhé. Đây, Saab màng cực đẹp luôn. Một con máy màng này nó nguyên bản màu đấy các bạn nhé, chứ không phải là chuyển màu đâu đấy ạ. Màng nguyên bản đấy, nó có hai màu hai mặt khác nhau. Đấy, cái màng này nó tích hợp than hoạt tính này, các bạn này, nhé. Màng này tích hợp than hoạt tính luôn nhé. Đấy, màng này là màng trong là HEPA này. Đấy. Con máy Saab thiết kế phải nói là màng đẹp, mỹ mãn thật, giá thành thì rất là rẻ. Thì những cái con này thời điểm trước thì không có giá dưới 3 triệu đâu ạ. Bây giờ thì rẻ nữa. Nhỏ gọn, đẹp, dùng cho phòng ngủ. Đấy, các bác nào thích máy nhỏ gọn, Saab đẹp, siêu tiết kiệm điện, các bác lấy con này nhá. Bên kia là bình nước buồm. Bình nước buồm quá nhá. Đấy. Đây là màng tạo ẩm, còn khá ok, màng zin này có 1,6 triệu một chiếc máy lọc không khí Saab thôi. Bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.